Xin chào chào, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Laptop AZ. Và ngày hôm nay là số hồi đáp thứ 54. Đấy, số 54 rồi thì không biết anh em có cảm nghĩ gì về số 54 không? Anh thấy nó sẽ là một cái bước đệm tuyệt vời để lên số hồi đáp số 55. Đúng rồi, cũng đúng. Thế thôi, vào vấn đề luôn. Ok, câu hỏi đầu tiên của bạn Hùng 11A11. Laptop gaming nào chơi game mạnh nhất dưới 25 triệu vậy số? Nó nhịu luôn. Thì về lý thuyết thì hai mức giá đấy dưới thì nó cũng như nhau. Nhưng mà dưới 25 thì nó giới hạn hơn. Thì hiện tại 25 triệu là đang có một con kịch kim là trong cái tầm giá đấy là Helio Neo 16 với i5-1050 là máy mới luôn. Đấy, anh em sẽ có 12 tháng bảo hành. Còn thấp tí nữa thì chúng ta có Top 16 để chơi game, nhưng mà hiện tại thì mình không chắc là nó sẵn hàng cho lắm. Còn tiếp theo đến thì một con máy quốc dân. Đúng rồi. LQ đi ha. Lenovo LQ. Còn không biết là bạn muốn mạnh đến mức nào. Thì nếu mà mạnh nhất thì bây giờ chắc có mỗi LQ thôi. Bởi vì có phiên bản có R7 và 4060. Có hẳn 4060 đúng không? Thì đấy là sự lựa chọn dành cho bạn Hùng nhá. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Clinton Aiden. Cho em hỏi là giữa LQ 4050 với cả là VivoBook Gaming thì nên chọn con nào? Em có chơi vài tựa game eSports với cả học công nghệ thông tin ạ. Con Vivo Gaming nó là Ultrabook bạn ạ, nó không phải gaming. Nó chỉ là cái tên để gọi là đặt vào đấy Acer bảo là bây giờ các bạn có thể chơi được game ở trên Ultrabook thôi. Đấy, còn nếu mà làm thuần eSports các thứ thì chúng ta vẫn sẽ phải là LQ. Nhưng mà con Vivo Gaming ấy chỉ được 120Hz thôi. 144. À 144 rồi ạ. 144Hz. Nhưng mà để mà đánh giá chung thì rõ ràng là kèo này nó hơi lệch một tí. Tại vì con LQ thì nó thiên rất là thuần về gaming rồi. Đấy, còn con kia thì nếu mà trong chỉ trong mua trong trường hợp anh em ngại cái cân nặng của LQ thôi thì chúng ta làm một con gaming VivoBook khoảng tầm cân 8, cân 9, nhẹ hơn được khoảng tầm 4-5 lạng nha. Sau hỏi tiếp theo bạn Dương Lê Thành, anh ơi LQ 024 của em i5-24GB, không hiểu ra chơi game thì rất bình thường, nhưng mà lướt web xem YouTube thì mình xíu thì lại giật khoảng tầm 2-3 giây xem YouTube, lỡ đụng con chuột di chuyển thì cũng bị thế, mà Windows update BIOS đủ kiểu rồi. Thì có thể là cái vấn đề này nằm ở cái tăng tốc phần cứng của Chrome. Nếu mà anh em nó xem YouTube ở trên những cái trình duyệt kiểu Chrome, nó sẽ có cái tăng tốc phần cứng đúng không? Bạn tắt đi là được. Ok, sang câu hỏi tiếp theo bạn Nguyễn Văn Đức. Chào hai anh, 16, 17 thì mua máy nào chỉ lướt web với cả chơi cờ? Mong hai anh tư vấn và thêm một cái yếu tố nữa chính là pin trâu và màn đẹp. Pin trâu màn đẹp. Máy văn phòng rồi, Ultrabook rồi đúng không? Ultrabook thì khoảng tầm giá 16, 17 triệu thì mình nghĩ ngay tới Dell Inspiron 5445 với Ryzen 7 8840HS và 16GB RAM. Màn thì nếu anh nghĩ về cục màn đẹp, con đấy là màn 2K rồi thì cũng rất là ok cho anh em. Không biết anh còn sự lựa chọn nào khác không? Trong tầm giá này thì cũng có một con là IdeaPad Slim 5. Tí quên cái tên đấy, tí Pro 5 đấy. Pro 5 thì hơi đắt quá. Đấy, khoảng tầm 20, còn Slim 5 thì cũng ok, cũng ngon. Đấy, nhưng mà con Slim 5 thì được là Full HD thôi. Còn con kia được 2K thì xem anh em lựa chọn con nào cho nó hợp lý, được chưa? 7 triệu thì bạn cũng có thể cân nhắc đến một con đó chính là ThinkBook 14 G7 hay G6 Plus với phiên bản là Core Ultra 5. Cũng thì cũng pin trâu, cũng màn đẹp chơi cờ cũng được. Đó. Sau hỏi tiếp theo của Tạ Hồng Sơn. Cho em hỏi là liệu có option nào ngoài LQ tầm giá 15, 20, 25 triệu chỉ chơi game edit video, có muốn xem liệu LQ có phải là laptop quốc dân không? Bây giờ nó đã là con laptop quốc dân rồi. Nó đang là quốc dân và thực sự là bây giờ nếu anh em hỏi là 15, 20, 25 thì mình cũng đọc tên là LQ ra. Đúng rồi, ngay câu hỏi đầu tiên luôn. Nhưng mà bây giờ ví dụ là anh em hỏi ngoài LQ ra thì còn con nào? Thì tầm khoảng 15 triệu thì vẫn còn HP Victus. Đấy. Rồi đến khoảng tầm 20 triệu thì cũng sẽ còn Nitro 5. Còn Tup. Đấy, Tup nếu mà còn hàng cũng 20 triệu là cũng khá là ok. Còn tầm 25 triệu thì đấy, có Helios Neo. Rồi là có một vài những sản phẩm khác nếu mà anh em tìm được cấu hình của nó, ví dụ kiểu Legion 5, những cấu hình này là với Ryzen 5, i5 kiểu dạng như vậy. Đấy, nhưng mà đương nhiên thì hiện tại mà sẵn hàng để anh em mua dễ dàng luôn thì chắc là LQ rồi nha. Cho nên nó là hiện tại đang vẫn nằm trong cái danh sách quốc dân. Sang câu hỏi tiếp theo của bạn Vũ Gia Bảo. i5-11400H và Ryzen 5-5600H thì con nào ngon hơn vậy ạ? Con này thì cái phiên bản Gen 11 của Intel thì từ trước là không đánh giá cao. Cả i5, i7 và i9 đều thế. Nó rất là nóng và nó rất dễ bị tụt. Nôm na nó gọi là throttling ấy, kiểu như thế. Tụt giảm hiệu năng một cách bất ngờ, ngớ ngẩn. Và cái thứ hai là cái thời điểm đấy không biết là con nào ngon hơn về cái mảng gì. Đấy, bạn không nói rõ ra, nhưng mà nếu mà chỉ gaming thôi thì con Ryzen 5 nó vẫn hơn. Đấy, tiếp theo đến thì về độ bền con Ryzen 5 luôn. Còn về cái khả năng làm việc văn phòng các thứ, độ pin trâu thì hai con nó như nhau. Chẳng qua con i5 thì nó nóng hơn. Đó. Intel mình thấy rằng bắt đầu từ Gen 12 đổ đi thì nó sẽ ngon hơn hẳn. Đấy, khác biệt hẳn so với cả những Gen còn lại. Rồi câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Gua Anime.
Wow. Adi ơi, cho em hỏi, em mới mua và đang dùng một con là i7000. Mỗi khi mà chuyển sang dùng cạc rời, xem video trên YouTube nó lại nhấp nháy đen liên tục. Chỉ khi chuyển lại qua cạc tích hợp thì mới hết. Liệu có phải là do xung đột hay lỗi từ hệ thống, phần mềm hoặc phần cứng gì không? Mong được trả lời sớm trước khi mà em hết hạn một đổi một. Và em cảm ơn anh chị. Rồi, vậy thì là bạn đang bị tình trạng là nhấp nháy đen liên tục khi mà xem YouTube. Thì không biết là chúng ta sử dụng những tác vụ khác nó có bị nhấp nháy không, hoặc là chỉ xem YouTube thì nó bị nhấp nháy thôi. Thì có thể là anh em sẽ tắt tốc phần cứng đi, hoặc là tải lại cái phần trình duyệt này. Đấy, thì cũng có thể sẽ khắc phục được. Còn nếu mà ví dụ trong trường hợp là sử dụng những tác vụ khác ngoài xem YouTube, chơi game này, làm việc này, đấy, học tập này là cũng bị nháy đen màn hình, thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu suy xét đến câu chuyện là cạc rời, là con này đang bị vấn đề. Thì anh em có thể là update thêm driver của Nvidia cho nó đúng cái phiên bản hiện tại của nó này. Đấy, rồi là xem là phần Windows của anh em đã phải là Windows bản mới nhất chưa? Mới nhất chưa? Xem có phải là bản chính thức chưa, hay là anh em đang dùng bản crack chẳng hạn như thế. Đó. Sang câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Đạo. Chào hai đầy dễ thương, cute phô mai que. Ok, mình thích ăn mỗi phô mai que, còn cute thì không biết. Chào em hỏi là laptop của em IdeaPad Gaming 3 đời 2021 Ryzen 5 5600H 3050 Ti Full HD tần số quét của máy có 120Hz thôi. Lỡ hư mà em đi thay thì được thay một cái màn tần số là 144Hz dùng ổn áp có được không? Và bạn ấy sợ là tần số quét khác cao hơn máy có vấn đề do máy hết bảo hành rồi. Đấy, em cảm ơn rất là nhiều. Thì ok, đầu tiên là IdeaPad Gaming 3 với cái bộ cấu hình này thì mình thấy rằng máy nó có thể hỗ trợ lên đến Ryzen 7 và 165Hz màn hình. Đấy, thì cũng có thể là cái mainboard các thứ thì nó không thay đổi gì, và CPU thì với Ryzen 5 5600 vẫn có thể là đẩy lên tới là 165Hz cơ. Cho nên là bạn cứ dùng đi. Nó đã, nếu mà nó không tích hợp vào hay nó không có vấn đề gì đấy ảnh hưởng đến cái việc mà sử dụng thì nó không lên màn luôn. Đấy, mình có thể chắc chắn cái điều đấy. Cho nên là kỹ thuật đã lắp được thì bạn cứ dùng thôi. Tần số kết cao hơn thì tốt hơn mà. Và thứ hai, cái này thì nếu lúc mà anh em sửa nha, anh em cũng có thể là kiểu nói chuyện với cả các anh thợ là bây giờ ví dụ em thay xong có vấn đề gì các anh phải chịu nhiệm cho em. Thì bởi vì mình thay ở bên người ta, mình trả tiền cho người ta rồi cơ mà. Thì rõ ràng là họ sửa xong họ cũng phải có cái trách nhiệm gì đấy chứ, đúng không? Đấy, còn hành màn hình các thứ. Ừ. Đấy, màn hình thì nó không phải là cái phụ kiện, cái linh kiện gì rẻ cả, nó cũng phải tiền triệu rồi. Đấy, thì anh em có thể nói chuyện trước với các thợ như vậy. Rồi, đến với câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Thế Hiệp Trung. LQE024 hút wifi bị yếu quá AD ơi, mong AD chỉ cách khắc phục. Hút wifi chắc là bắt wifi bị không được tốt lắm à. Thì có thể là trong trường hợp là anh em để xa cái cục router quá. Đấy, ví dụ anh em cả nhà, một cái nhà rất là to, một phòng lớn 100m² chẳng hạn, có mất một cái cục thôi thì nó hơi xa, có thể nó sẽ hơi yếu thật. Thì anh em có thể là dịch chuyển làm sao cái router nó gần với cả cái nơi làm việc của chúng ta nhất. Còn thứ hai, nếu mà ví dụ là nó cũng đã gần rồi mà nó vẫn bị tình trạng này thì anh em có thể xử lý nhanh bằng cách là kiểm tra lại cái phần driver cọc wifi ở trong phần device manager. Đấy, update mới nhất lên. Đấy, còn cách cuối cùng mà vẫn không được thì đấy là anh em phải đi thay thế cạc wifi. Thì thực ra nó cũng không quá là đắt, khoảng tầm là 300-350 cho một cái cạc wifi Intel AX210 hoặc là AX211 bây giờ. Đó, được chưa nào? Sang câu hỏi tiếp theo của bạn Anh Nguyễn. Bạn ấy dùng Lenovo LOQ, một laptop quốc dân Ryzen 7 4060. Mới đầu mua về, bật máy lên là nó bật quạt tản nhiệt liền. Nhưng mà bây giờ thì không bật khi khởi động máy nữa và xem YouTube, mà chỉ khi chơi game quạt mới bật, thoát game mà nó tắt luôn. Thì không biết mình có tái máy đâu, không mong ai đi giúp ạ. Đầu tiên là trả lời cái việc mà bạn tái máy đâu thì chúng mình chịu. Cái đấy là điều hiển nhiên luôn, bởi vì không, bạn còn không biết thì chúng mình cũng không biết. Nhưng mà cái thứ hai là khi mà cái phiên bản LOQ 024 ra mắt ấy, thì nó có một cái của Lenovo đưa vào đấy, nhờ cái chip xử lý AI. Cái này thì nó sẽ đồng bộ với cái hoạt động hàng ngày của bạn. Đấy, thì nó như kiểu là một cái trí tuệ nhân tạo theo dõi cái yếu tố liên quan đến hiệu năng của máy thôi. Thì nếu mà cái hiện tượng này xảy ra thì mình đoán rằng là nó là cái vấn đề đấy. Bởi vì khi mà bật quạt tản nhiệt lên, cái lúc mới bật máy cái thời điểm trước, thì là do nó kiểu, chưa có AI chẳng hạn. Kiểu mặc định luôn. Từ đầu là cứ hiệu năng cao thì nó bật quạt. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà về sau thì nó quen được với cả cái việc nó sử dụng hàng ngày của anh em rồi. Máy nó hiểu được là lúc này chỉ làm văn phòng thôi thì cũng không bật quạt làm gì. Chơi game rồi bật lên cho nó mát thì cũng được. Đấy, thì máy nó hiểu như vậy thì nó sẽ hoạt động được như thế, chứ nó cũng không ảnh hưởng gì đến máy cả. Và mình nghĩ thực sự đây là một cái điều tốt. Đúng không? Bởi vì là khi mà chúng ta làm việc ở những cái nơi nó công cộng đi, nhiều người đi, thì việc nó không bật quạt nó cũng sẽ tiết kiệm, không phải tiết kiệm mà nó sẽ giúp cho chúng ta yên tĩnh hơn. Đấy, bớt thu hút sự chú ý hơn, đúng không? Mà thực ra thì nó không phải là không quay đâu bạn ạ, nó chỉ là quay tốc độ thấp thôi. Thì bạn có thể ghé tai vào bạn nghe, nó vẫn quay nhá. Ok, sang câu hỏi tiếp theo của bạn Dương Việt Anh.
Ninh cho mình hỏi giữa hai con Legion 5 R7000 2023 khiếp chỉ đích danh luôn. Đấy, trong clip và Lenovo LQ 2024 với Ryzen 7 7435 HS và 4060 16GB thì con nào ngon hơn? Đây là con Legion 5 R7000 cái phiên bản là Ryzen 7 7840 4060. Đấy thì hiện tại là con này tranh nhau, mình thấy rằng là nếu mà anh em so thực ra là tranh nhau khoảng mấy triệu thì cũng là con số tương đối lớn. Thì nếu mà anh em đã có điều kiện lên hẳn từ con Legion 5 R7000 rồi thì anh em lên luôn, bởi vì nó là một chiếc máy phân khúc cao hơn so với cả LQ. Còn ví dụ trong trường hợp anh em muốn tiết kiệm tiền thì chúng ta mới chọn LQ thôi. Đấy, Legion thì hơn cả CPU, hơn phần build, màn hình của nó thì cũng là một cái màn hình chất lượng là tốt hơn. Đó, thấy chưa nào? Con 7435 thì nếu mà so ra với con 7840 thì thực tế là nó chỉ kém hơn trung nhịp thôi, vẫn là 8x16 luồng. Đấy thì vẫn sẽ có một cái mức điện năng khoảng tầm từ 35W cho đến 54W để anh em có thể trải nghiệm một số những tựa game nặng với cả 4060. Thì LQ cũng được mà Legion 5 cũng được, chỉ có một cái là Legion 5 thì nó có chất lượng hoàn thiện máy nó tốt hơn một chút. Đấy. Ok, sang câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Nam. Không liên quan nhưng trong tầm giá thì Asus Gaming Viewbook, một cái mã rất là dài mình không biết là mã gì luôn, ngon không, về phần hiệu năng tản nhiệt thì có gì lưu ý không, cảm ơn. À, Gaming Viewbook à. Rồi thì đây là một sản phẩm thứ mà mình cũng đã lên video đánh giá từ thời gian gần đây. Trong video đó thì mình cũng nói luôn với anh em đây là một sản phẩm mặc dù mang mát là gaming nhưng mà tổng thể cả con máy thì nó sẽ thiên hướng nhiều hơn sang cái phần là phía của Vivobook. Đúng rồi. Đấy, nghĩa là nó sẽ có nhiều đặc điểm hơn. Và nếu anh hỏi về phần hiệu năng và tản nhiệt đó lưu ý gì thì thứ nhất hiệu năng của nó là bị cắt giảm đi so với cả cùng cái bộ cấu hình thông thường để nó tối ưu cái phần nhiệt độ. Đấy, thế là nếu mà anh em cần một chiếc máy mà mang về để làm với công việc hiệu suất rất là cao, rất là nặng nề hoặc là có nhu cầu về chơi game nhiều thì mình nghĩ rằng anh em có thể dễ hướng sang những sản phẩm laptop gaming thuần. Còn cái sản phẩm này thì nó sẽ thiên hướng nhiều hơn dành cho anh em nào mà cần một chiếc máy kiểu lai tạp, nghĩa là hiệu năng cũng cần vừa đủ thôi. Đấy, nhẹ nhàng mang đi mang lại hàng ngày được, thời lượng sử dụng pin thì cũng đủ tốt. Đấy, 4 đến 5 tiếng đó. Rồi, và cùng đến với cả câu hỏi của bạn Tuệ Nhân Lê Công. Chào các AD, cho em hỏi là vừa bấm sắt đao thì có nên gập máy liền hay không? Em cảm ơn AD nhiều lắm. Thì đây cũng là một cái khá đơn giản thôi. Thì khi mà anh em tắt máy xong thì anh em đợi cho tất cả phần đèn LED phím này, nút nguồn này, đấy, rồi cả những cái đèn thông báo hai bên cổng kết nối này mà nó không bật nữa rồi thì anh em có thể gập máy xuống. Còn ví dụ là anh em vừa bấm sắt đao anh em gập luôn thì nó có thể sinh ra tình trạng ví dụ kiểu là máy nó không nhận đấy là sắt đao mà nó có thể nhận đấy là hibernate hoặc là ngủ, hoặc là nó chỉ đơn giản là kiểu cái thao tác gập máy xuống của anh em thôi. Đó thì anh em cũng phải lưu ý. Đúng rồi, máy vẫn chạy, quạt nó vẫn quay. Và chưa kể đến là nếu mà là laptop gaming hoặc mấy con văn phòng hiệu năng cao thì mô hình chung là sẽ khiến cho máy của bạn nó bị om nóng và ảnh hưởng màn hình nữa. Màn hình đấy. Cho nên là chúng ta cũng không mất quá nhiều thời gian để đợi máy sắt đao đâu. Cho nên anh em cứ đợi nó đen hết màn hình đi. Rồi hãy gập màn hệ máy xuống để cho đảm bảo độ bền của máy cao nhất. Đó. Sau câu hỏi tiếp theo bạn Lê Anh Tú, mình có thắc mắc mong nhận sự giải đáp của mọi người. Vì RAM, mình thấy có hai loại RAM laptop là DDR5-4800 và DDR5-5600. Thì nếu mà mua hai thanh loại 5600 gắn vào, MSI Bravo 023 thay cho hai thanh có sẵn là 4800 thì có dùng được với bus cao hay không? Thì trả lời luôn bạn là nếu mà cái main laptop của bạn mà hỗ trợ được lên đến 5600 thì bạn mới lắp được. Còn nếu mà bạn mua hai thanh 5600 về, bạn lắp vào mà main không hỗ trợ thì máy nó cũng không nhận. Đấy, và có thể dẫn đến một vài lỗi. Thứ nhất là không boot được máy lên này. Boot được lên thì cũng màn hình xanh, dùng một thời gian lại nó sẽ tự restart lại crash máy hoặc là bị gì đó. Nhưng mà thực tế ra thì mình thấy rằng là cái bus RAM 5600 với 4800 nó sẽ không chênh nhau quá là nhiều lúc mà anh em trải nghiệm khi mà anh em sử dụng ấy. Đấy. Bởi nó cùng DDR5 rồi, nó cũng cùng những cái công nghệ rất là mới rồi thì anh em có thể là nếu bây giờ đang sẵn hai thanh 4800 trong máy rồi thôi cứ dùng tiếp đi. Nâng cấp lại thêm chi phí đúng không nào? Rồi, cái ý thứ hai của bạn hỏi là về SSD thì mình đang phân vân mấy cái mã SSD 500GB như là hai mã 970 Evo Plus, 980 Pro của Samsung và SN1770 Black của Western Digital. Còn mã SSD nào ngon mong mọi người giới thiệu thêm. Thì với những cái trải nghiệm thường của bọn mình thì bọn mình vẫn luôn khuyên anh em là lấy một cái thanh SSD đến từ hãng lớn nổi tiếng ví dụ kiểu Samsung thì nó vẫn sẽ luôn luôn là uy tín nhất. Đấy, khi mà anh sử dụng thì nó sẽ đạt được tốc độ ngon, nhanh. Thứ hai nữa là về cái phần độ bền của nó cũng sử dụng được lâu dài và nó ít bị xảy ra những tình trạng liên quan đến lỗi vặt hoặc là bị màn hình xanh hoặc là bị xảy ra những liên quan vấn đề kiểu dạng là anh ấy boost win không được kiểu dạng như thế.
Thế nên trong cái kiểu này thì đấy, anh em cứ lấy hẳn Ron 980 Pro của Samsung nếu mà chúng ta không bị lăn tăn về vấn đề chi phí, về tiền bạc. Nói chung là con đấy nó ao trình về cái tốc độ đọc ghi so với cả mấy con của Crusoe hay là Western Digital kia rồi. Đấy, thực ra 970 Evo Plus thì cũng của Samsung luôn. Nhưng mà một thằng thì 3.500 tốc độ đọc ghi thôi, một thằng thì lên tới 7.000 và 8.000 cơ. Nó gần như là gấp đôi như vậy. Thì bạn cứ lấy con nào có option cao nhất, đuôi Pro của Samsung là được. Đó. Còn nếu mà để tiết kiệm chi phí thì con SN770 Black cũng là một cái SSD có tốc độ đọc ghi vừa phải. Cũng ổn đấy. Nó cũng theo, ngang với con 970. Tùy theo ví tiền thôi đúng không? Rồi thì đó là cũng là câu hỏi cuối cùng trong số hỏi đáp 54 ngày hôm nay. Thì nếu mà anh em vẫn chưa được trả lời trong số này hoặc là vẫn đang còn những cái băn khoăn thắc mắc khác nữa bên ngoài những cái câu hỏi vừa rồi thì anh em có thể comment thêm và chúng mình sẽ tổng hợp lại và trả lời anh em trong số hỏi đáp thứ 55 của tuần sau. Còn bây giờ thì cảm ơn anh em vì đã xem tới tận đây. Hãy nhớ like, share và cả subscribe kênh YouTube của Lato AZ nữa. Mình là Khải, Siêu bên cạnh mình là anh. Mình nhé. Bye bye anh em. Bye bye.